thì quyết định đây nhỉ. Thì chúng ta vẫn có thể xem lại bài nhỉ. Thì mục đích của môn học này thì thực ra là như các bạn biết ấy, để mà thành chuyên gia được nó phải rất là nhiều thời gian. Chúng ta chỉ có 15 slot thì tất nhiên là cũng không kỳ vọng là thành chuyên gia được, mà chúng ta chỉ là đạt được cái ngưỡng là có hiểu biết về cái lĩnh vực Embedded System là gì, IoT là gì, đúng nhỉ, là các cái từ khóa nó cũng khá là hot và cũng là một nhánh của kỹ thuật phần mềm nhỉ? Để cho chúng ta có cái nhìn nó rộng hơn thôi. Đấy thì tùy theo mỗi người có hứng thú hay là có định hướng phù hợp thì chúng ta tìm hiểu chuyên sâu, mà không thì chúng ta cũng nên biết mà. Biết được thì mình cho là cũng tốt nhé, rất là tốt để chúng ta có cái nhìn nó rộng hơn. Và sau cái khóa học này thì chúng ta có đủ cái nền tảng để chúng ta có thể tự học được các cái kiến thức nâng cao hơn một chút, thì nó có vẻ như là IoT đấy nhỉ, nó lúc đấy nó mới kết nối vạn vật. Còn trong 15 slot này thì chủ yếu là chúng ta vẫn là mang đến chất là học các cái bài cơ bản thôi, kết nối mấy con linh kiện, mấy con cảm biến, rồi thì kết nối với máy tính, đấy đại loại thế. Còn tất nhiên các bạn học kỹ thuật phần mềm, các bạn có thể là gọi API các cái xử lý hình ảnh, xử lý giọng nói thì có thể làm được nhiều cái nó còn hay hơn nữa. Thế thì cũng là cái cũng được nhỉ, thì đấy thì dự kiến là như vậy, cái mục đích của môn học đạt được cái mức độ là như vậy nhé. Thế nhỉ, thì có thể là đâu đó thì có thể một số bạn đã biết mình từ cái môn kiến trúc máy tính, thì mình có dạy cả môn kiến trúc máy tính lên, nhưng mà tuy nhiên mình cũng giới thiệu qua về gọi là let me introduce myself một tí nhỉ. Đấy thì mình thì quê thì ở Hải Dương, còn bây giờ thì mình sống cùng với gia đình ở Tây Hồ Hà Nội, ở gần cái đường Thanh Niên ấy. Nhà mình ở An Dương ấy, thì đi bộ thể dục cũng ra đường Thanh Niên, hai bên đường nó rất là đẹp nhỉ, hai bên hồ, một hồ Tây một hồ Trúc Bạch, đường cũng rất là đẹp nhỉ. Thì bạn nào có bạn trai bạn gái thì đưa nhau ra đấy thì nó cũng rất là ok nhỉ. Thì trước kia thì mình học điện tử viễn thông Đại học Bách Khoa. Thế sau đó thì mình có làm ở một số nơi, thì đoạn gần đây thì trước khi mình làm ở Vinasap, ban quản lý dự án Vinasap, và mình sau đó thì chán, bây giờ thấy làm ở nhà nước và tôi vẫn thấy nó cũng hơi chán, và nhìn thấy cái cơ hội của internet đấy, thì mình cũng có ra khởi nghiệp cùng với bạn làm về các cái dịch vụ trực tuyến, nhưng mà nó không thành. Thế xa cơ lỡ vận thì thành thầy giáo thôi nhỉ. Thế thì mình apply vào FPT đúng cái lúc mà mình làm cái kia nó không thành, thấy nó không đâu ở đâu. Thế thì apply vào thì ok thôi, vì là bản thân là mình thì được cái là làm thì nó không cũng chả làm được cái gì ra hồn, nhưng mà được cái là có thể học tập thì mình học được, cũng nhỉ, học được dạy thì có thể phù hợp với cái vai trò là giảng dạy. Thì nghe như nghịch lý lắm nhỉ, làm không làm được thì đi dạy người khác làm, để loại đến thì nghe nó hơi nghịch lý, nhưng mà đúng cũng có cái khía cạnh đúng của nó nhá. Thì có thể mình khá là phù hợp với cái về tính cách cũng như về cái đấy, thì mình cũng nghĩ khá hợp với ngành này, thì mình nghĩ là chắc cũng gắn bó lâu dài nhỉ, lâu dài với cái nghề này nhỉ. Thì dự kiến có thể ở thời điểm này thì mình nghĩ là như vậy nhá. Thế nhỉ, thế còn cái tiếp theo thì mình có thể chúng ta bắt đầu đấy nhỉ. Bắt đầu thì giới thiệu môn học, thì thứ nhất là mình sẽ tạo một cái địa chỉ trên Classroom để chúng ta sẽ trao đổi bài vở, nốt, ghi chú các thứ ở trên đấy nhé. Và mình tạo một cái file để chúng ta có thể ghi điểm đấy nhỉ, ghi điểm để mọi người có thể tham khảo để xem. Rồi chúng ta có thể tạo cái link trên Edulex để chúng ta có thể vào đấy làm bài tập exercise hàng ngày nhỉ, hàng ngày ok. Thế thì thế nhỉ, thế mọi người có hỏi đáp gì thì chút xíu nữa nhỉ, sau khi giới thiệu xong môn học thì chúng ta sẽ hỏi đáp nhé. Thì ok, thì chúng ta cùng bắt đầu. Thì thứ nhất là chúng ta mình sẽ vào Classroom này, Google Classroom nhé. Thì ở đây mình sẽ vào cái create, còn mọi người sẽ join nhỉ, lát nữa mình đưa cái mã mọi người sẽ join vào, mình sẽ tạo. Thì lớp mình là lớp IoT 1608 ạ. Thì ok, mình sẽ tạo IoT 102 này, lớp SE 1608 này, và đây là slot 56 ạ, 56 nha.
thì mình tạo và sẽ có cái class code để cho mọi người join vào. Thì cái classroom chắc là mọi người cũng ok rồi đúng không nhỉ? Thì chắc là môn nào cũng sẽ dùng cái này đúng không nhỉ? Thì ok, mình sẽ đưa cái class code đây là mọi người join vào nhá. À, tiếp theo là trong lúc mà mọi người chờ đợi mọi người thì mình upload một cái file nào đó nhỉ. Ok, với lại file ảnh nào đó để thay đổi cái hình nền mặc định đi tí cho nó tươi trẻ tí nhỉ. Picture đây, desktop đây nhỉ. Cho hoa nhỉ, cho hoa web, không biết lúc mình có bạn gái nào. Cho hoa web đi tí hay là cho cái hình này nhỉ, hình này cho nó. Ok nhỉ, thì mình select. Ok. Cái dụng lúa này lại 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 dụng lúa để lệch nhưng không đẹp nhỉ. Cho bông hoa nhỉ. Cái đoạn đấy, cái dụng lúa này đoạn đấy chưa cày nhỉ, chưa cày cấy thì nhìn nó hơi xấu. Để cho hoa bưởi nhỉ, hoa bưởi. Ok, thế thì cái nội dung đưa lên đây thì gồm có một số cái này. Thì thứ nhất là có cái driver gồm có các cái thiết kế mạch của cả hai khóa học đây nhỉ, xem điểm đây. Thế thì ok, mình giới thiệu một chút này. Thì thứ nhất là cái driver đây bạn, driver đây là cái trong đây là có mọi người chỉ có download cái file tutorial.slide and tutorial.ra nhỉ, download này về cái file này về thôi. Còn là nó có mình vừa đưa lên cái các cái project tham khảo thì chỉ xem online thôi nhỉ. Thì ok, cái đường link này mình sẽ cùng các bạn vào review một chút này. Review một chút để chúng ta cùng xem là có những cái nội dung gì nhỉ. Thì trong đây là nó có cái slide and tutorial để chấm ra này, thì mọi người sẽ download cái này về. Còn mình cũng vừa tạo một cái folder để chứa các cái project. Đấy, project thì hôm nay mình còn bổ sung mấy cái project hay nữa nhá. Thì đây nhá, thế thì tiện nhỉ, tiện đang ở đây thì các bạn đừng download cái này về, cái này gọi là tham khảo tí cho nó biết thôi, để cho chúng ta hình dung ra chúng ta sẽ làm cái project cuối khóa như thế nào. Thì ok, mình sẽ lấy ví dụ đây là cái bài nó cũng vừa sức đúng nhỉ, đây là vừa sức của mình. Đây là có thể là có một cái ứng dụng, đây là một cái bài kết hợp hiển thị trên LCD, chúng ta học trên cái con Arduino này. Đây là cái bài này bạn ấy làm cái đồng hồ búng giờ thôi nhỉ, sử dụng cái mạch của mình. Đấy, thì bài này nó cũng nhẹ nhàng vừa sức nhỉ? Ví dụ như vậy. Ok nhỉ, đấy là ví dụ như vậy, là cái bài project thứ nhất nhỉ. Tiếp theo là mình xem có cái bài nào nó đặc sắc nhỉ. Thì ok, cái đèn Smart Traffic Light này. Hay thôi từ từ nhỉ, thôi thì hôm nay mình cứ tạm thời có mấy cái hiệu ứng LED này, khóa số là Password Protect này, đo mực nước, điều khiển bằng giọng nói nhỉ, counter. Đấy, ví dụ như có một số các này nhỉ, một số các cái ý tưởng như vậy. Thế thì trong đây mình có thể xem tạm cái counter rồi, để đếm này, đồng hồ bấm giờ, đo mực nước, automation đo, alarm clock, khóa số, Zada, traffic light, counter, thử xem cái counter nhé. À, đếm hàng hóa, cứ mỗi lần có một cái hàng đi qua cái counter thì số nó nhỉ. Kiểu như vậy. Thì hai bài đều có liên quan đến LCD nhỉ, liên quan đến LCD nhỉ. Thì ok, mình thử xem một cái bài là điều khiển bằng giọng nói nhỉ. Đấy, để mọi người xem là project có thể nó sẽ đại khái nó như vậy. Thì cái bài điều khiển bằng giọng nói nó còn ngoài cả phạm vi kiến thức nhỉ. Ví dụ như là xin chào. Chào, bạn tên là gì nhỉ? Đồng Việt. Chào bạn Đồng Việt, bạn cần bot Go có thể giúp gì ạ? Sử dụng ứng dụng bật đèn.
Bạn muốn thực hiện chức năng gì? Bật đèn xanh. Bật đèn vàng. Bật đèn đỏ. Tắt đèn. Đi ngủ. Tắt đèn. Tắt đèn. Đấy, ví dụ đấy. Thì đây là cái bài mà nó ngoài phạm vi môn học, mà như mình cũng có chia sẻ, mình là bên điện tử viễn thông. Đấy, thì nên mình chuyên về phần cứng hơn và dạy các môn học ở trường mình liên quan đến phần cứng. Nên mấy cái chương trình mà kiểu API của AI các thứ này là mình cũng không thạo. Nhưng mà bạn ấy tự tìm hiểu nhỉ, chúng ta kết nối gọi một cái API từ cái bot Go hay cái gì đó nhỉ, thì nó sẽ kết nối nhận được cái, nó xử lý giọng nói, nó trả về cho mình cái mã mà mình sẽ đưa vào con Arduino để điều khiển các cái thiết bị điện. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Hay là có một cái trong cái kỳ vừa rồi nhỉ, thì mình cũng chưa cập nhật lên trên đây, nhưng mà kỳ vừa rồi có bạn làm mấy cái bài liên quan đến AI. Thì ok, mình thì lại có vẻ rất là thích cái AI nhỉ? Thì ok, nó có cái tiện nhỉ, thì chúng ta cùng thử xem qua một hai cái để chúng ta phải giao lưu học hỏi. Thì trong đây nó có cái bài làm ví dụ như là trò chơi đây, ví dụ đây nhỉ? Đây là cái bài này thì như kiểu là tránh thôi, nhận tránh đạn thôi. Thì cái bài này cũng rất là nhẹ nhàng, cốt của nó cũng vừa sức ạ, vừa sức, mình nghĩ là vừa sức nhé, thì cũng rất là được. Mình cứ cho ngẫu nhiên thôi, và mình lé càng được nhiều thì điểm càng cao, như vậy. Mình có thể điều chỉnh tốc độ tăng dần, nhận tốc độ tăng dần để hoặc là mình có thể cho tốc độ tăng dần để... hoặc là cho nó ngẫu nhiên đảo liên tục như vậy. Nó bắn liên tục, cái tốc độ tần suất bắn nó nhanh nhiều hơn thì nó sẽ level được càng cao. Đấy là ví dụ nhé. Đấy là ví dụ, đây là một dây. Thì trong cái đấy, game over score đã được 30 phút như vậy nhé. Thì trong các cái project của chúng ta thì các bạn cũng có thể có bạn mượn được cũng có thể có các bạn mượn được cái bộ linh kiện, hoặc cũng có thể là không, do cái vấn đề khó khăn về bưu điện, hoặc là có thể là thiếu hộp linh kiện thật. Thì là ngày xưa là chúng ta học offline thì cứ 3 người một bộ, nhưng mà bây giờ chúng ta học online thì cứ mỗi người một bộ, thì có thể là cũng hơi không kịp, cũng như là không kịp để chuẩn bị cũng như vân vân. Hay là trong đây nó có cái hình ảnh nhỉ, nhận diện hình ảnh đấy, match game reaction game đấy. Ví dụ như mình có thể xem cái nhận diện hình ảnh này. Thì bạn ấy có cũng học trong ngành AI đấy nhỉ, thì bạn ấy cũng gọi API để nó sẽ nhận diện hình ảnh, để tùy theo cái hình ảnh người ta nhận được mà nó sẽ hiển thị là một ngón tay, mấy ngón tay. Còn đương nhiên mình có thể mở rộng bài toán ra thành là giơ một ngón tay thì bật cái đèn này, giơ hai ngón tay thì bật cái quạt kia chẳng hạn, thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể làm được như vậy đúng nhỉ. Quái lạ, xem chạy lại thế nào nhỉ, sorry. À ok, đây cơ mà. Đây chạy lại đây. Quên. Đây mình đang xem offline đây. Thì các bạn để ý trên LCD nó hiển thị theo, và mình hoàn toàn có thể lập trình điều khiển bằng cử chỉ đúng không ạ? Đấy là cái có thể là tương lai đó, thì có thể hôm nay các cái project này mình sẽ giới thiệu kỹ hơn sau lửa khóa học đấy, thì chúng ta mình sẽ giới thiệu các cái project này kỹ hơn để chúng ta gợi ý các cái ý tưởng mọi người làm. Tất nhiên là mọi người càng chủ động chọn được cái ý tưởng sưu tầm đâu đó, sưu tầm, và tất nhiên chúng ta phải biến nó thành của mình chứ không phải là cái copy nguyên nữa nhỉ. Đấy, chúng ta phải làm cái đóng góp thì trong đấy ít nhất là lắp mạch, nhưng mà không thì chúng ta phải nâng cấp cái bài lên cho nó ok hơn. Đấy là một số các cái ý là như vậy nhỉ. Thế thì đấy là giới thiệu cái thứ nhất là liên quan đến cái đường link nhỉ? Thì ok, thì mọi người cũng có thể là tranh thủ đào về luôn, mà không thì tối đào về cũng được, vì hôm nay buổi đầu chắc là ở trên đây sợ mạng anh quên đó. Mọi người đang ngồi ở nhà mà thì mạng có liên quan đến nhanh chậm nhỉ, thì ok, thì
mình cứ nghĩ là như trên lớp thì mình hay dặn dò mọi người thôi về nhà đao cũng được. Thì đấy là cái đường link thứ nhất. Cái thứ hai là cái chúng ta sẽ học trên các cái trang tin cơ kép và thiết kế mạch rồi. Thiết kế mạch đây thì mình tí là mình sẽ đưa lên trên Classroom, nhưng mà tuy nhiên là mình đợi một chút nữa để mình giới thiệu xong thì mình sẽ đưa lên nhé. Thì trên cái thiết kế mạch tin cơ kép thì mình đang để sẵn cái đường link để chúng ta vào cái chỗ circuit rồi, cái mặt mạch điện nhỉ. Thì ok, mình vào cái trang chủ của tin cơ kép nhé, trang chủ của tin cơ kép. Thì trong cái trang sau khi mọi người đăng ký, theo như mình nghĩ là mọi người cũng nên đăng ký bằng Google đấy nhỉ, Google thôi, đăng ký bằng Google thì nó cũng nhanh. Thì trong đây nó có cái thiết kế 3D vậy, nó có rất nhiều cái bài thiết kế 3D nhỉ. Chúng ta có thể thiết kế mạch thì chúng ta tập trung học ở phần này, hay là block code, code block liên quan đến các cái lập trình, nhưng mà gấp thả nhưng mà chúng ta không nhớ, chúng ta chỉ quan tâm đến cái mặt thôi. Thì bạn nào mà nhớ mày không mua được cái hộp, không mượn được cái hộp linh kiện, chúng ta hoàn toàn có thể làm trên online. Thì làm trên online các cái phần mô phỏng là cũng rất là happy, nó cũng gần gần như là thực tế luôn ạ. Đấy, nó chỉ khác mỗi cái là lắp mạch thực tế thì thỉnh thoảng dây nó bị đứt mà nó không thành đấy, còn thực ra trên đây thì cứ lắp cái thì thường nó ăn ngay lên lên, nó cũng hơi khác một tí ở cái điểm đấy bạn, thế thôi nhỉ. Thế thì trong đây nó còn có nhiều mục khác, cái classic thì mình vẫn chưa thử, test thì mình vẫn chưa thử là, nhưng mà gallery nó nhận là các cái sưu tầm thôi. Thì trong mỗi một phần nó đều thiết kế là các cái gồm có thiết kế 3D này, mạch này, block code này. Thì mình muốn tham quan thì chúng ta có thể vào cái sự kiện mạch nhỉ? Trong đây có thể có rất nhiều mạch. Trang này nó vì nó free đúng không nhỉ, và có thể nó lại đang là cái đường truyền quốc tế, đặt server nước ngoài mà có thể là chưa biết chừng cá mập cắn cáp ra đấy, thì thấy mấy hôm nay gần đây nó hơi chậm. Chúng ta có thể là vào, lát nữa chúng ta vào learn nhé, hay là có thể vào blog cũng nhỉ, tham khảo rất là nhiều, hay là chúng ta có thể tìm kiếm. Đấy. Thế thì mình và các bạn sẽ thử một cái, thử xem nhỉ, xem trong đây có cái bài nào nhìn nó hấp dẫn. Ví dụ bài vui vui này nhỉ, happy birthday à, kỷ niệm lần thứ 10 tuổi à. Đấy, thì mình có thể, thì con này là con IC nhỉ, thì đây là liên quan đến mạch, nó không liên quan đến Arduino của mình thì thôi ok, mình sẽ lấy một cái mạch nào đó hấp dẫn một chút mà có dùng đến Arduino của mình thì tốt nhỉ. Ok, thì xem cái bài này nhé. Bài này cái gallery có người chia sẻ này, thì chúng ta cũng chọn và chúng ta tin cơ dít nhỉ, để chúng ta sẽ tham khảo nó nhé, tham quan nó tí. Ok, thử chạy thử đây. Cái đoạn code của nó là cái đoạn code, thì cái này có thể chúng ta cũng được học đây, nó có mấy cái câu lệnh nhỉ, mấy câu lệnh đây, đoạn code nó ngắn ngắn này thôi nhỉ, để thì chúng ta cũng có thể tham khảo để chúng ta có thể chuyển thành cái bài của mình. Nếu bạn nào mà hiểu nhạc lý thì chúng ta có thể là lập trình một cái bài để nó phát ra cái bản nhạc một con vịt hay là cái bài gì đó chẳng hạn, tùy bạn nhỉ. Còn nếu không thì chúng ta có thể lấy tham khảo cái đoạn code này để chúng ta có thể đưa ra các cái âm thanh cảnh báo chẳng hạn, để cho nó hay hơn nhỉ, so với cái đấy thì cái đấy, cái bài đấy thì mình có thể sẽ nói sau nhỉ. Thì trọng tâm của môn này chúng ta sẽ học với con Arduino Uno này rất là nhiều đấy, con này là trọng tâm nhỉ, lấy đại diện để chúng ta sẽ học cho cái môn học này nhỉ. Thế thì đấy, thì code ở đây thì mình có thể tắt đi để chạy mô phỏng nữa nhỉ. Thế thì tiếp theo nhỉ, chúng ta cùng thử xem nó cái phần mà còn cái phần khác nữa đây nhỉ, thì xem mình có thể vào một cái trang chủ đó mình tìm kiếm nhé. Cái chỗ này này mình có thể tìm kiếm ạ, tìm kiếm tin cơ và mình có thể tìm kiếm mạch đây nhé. Các bạn luôn luôn để ý xem là chúng ta phải vào mạch nhé. Thì chúng ta có thể tìm kiếm, ví dụ như mình muốn nghe music thì chúng ta search từ music, hoặc sao chúng ta muốn hiển thị cái clock đúng không, đồng hồ đó, đồng hồ, hay là chúng ta muốn hiển thị led matrix hay cái gì đấy, chúng ta cần search đúng từ khóa thì ok, mình có thể clock led 7 đoạn nhé, 7 segment đấy nhỉ. Đấy, ví dụ đấy mình có thể search cái từ khóa này nhé.
để chúng ta gọi là hình dung thôi. Thì trong cái buổi đầu thì mình các bạn cùng giao lưu một tí để các bạn hình dung ra là có thể với kiến thức chúng ta học được trong đấy, thì ok mình có thể lấy một cái này trong trong 15 slot ấy, thì chúng ta có thể đạt được các cái đây, có thể đây cũng được gọi là một project nhỉ. Bài homework thì nó sẽ có hai dạng mà mình sẽ phân là đoạn đầu thì mình cứ bài homework là hàng ngày mình sẽ giao đấy, thì còn bài project thì mọi người chủ động mà nghĩ ra các ý tưởng để chúng ta có thể làm nhỉ. Thì ví dụ như với cái bài này có thể chúng ta làm bài bài project thì có thể là bài này cũng được nhỉ, bài này cũng được nhưng mà nó phải nhiều hơn mà. Bài này thì bài này bạn nào làm được bài này thì điểm nó cũng chưa được cao lắm đấy. Tất nhiên là ok đạt yêu cầu nhưng mà muốn cao thì chúng ta phải làm nhiều bài, nhiều bài hơn đấy. Thì đây là cái bài clock giờ phút giây, nhưng nhìn nó nhấp nháy nó chưa được đẹp, nhưng code của người này vẫn chưa được ok do cái tốc độ quét nó hơi chậm đấy, thì mình có thể thay đổi cái tốc độ quét nó sẽ mượt hơn chăng nhỉ. Thì ok mình có thể thử đây, cái đoạn code nó cũng không quá dài đấy, thì thử xem thôi là có delay time delay nhỉ. Okay, thử xem nhé, nó cũng định nghĩa một số đây, mình chỉ cần thay đổi cái đấy nhỉ, define cái này bằng 5 đi nhỉ, thử xem nó có mượt hơn nhé. 5 ví dụ như vậy đấy, thì nó vẫn bị bởi vì làm trên mô phỏng thì nó cũng có cái trong trường hợp một số tình huống này nó cũng hơi hơi có vấn đề một chút đấy nhỉ. Nó ở trên mạch thật thì nó sẽ không có hiện tượng nhấp nháy, như hiện tại mình nhìn trực tiếp đây là cũng vẫn hơi nhấp nháy một chút đấy, hơi nhấp nháy và độ sáng nó không được sáng lắm, thì chúng ta có thể thay đổi cái điện trở hàm dòng đây, điện trở hàm dòng đây nhỉ, thì nó cũng tăng cái độ sáng và đèn led lên. Thì ok, cái bài này thì mình nghĩ là cũng có thể là một bài khá là khó nhỉ? Nếu bạn nào mà có hoàn thành được cái bài project này tự làm hoàn toàn ấy, thì cũng là đạt yêu cầu mà có khi cũng còn thực hiện là khá tốt ấy, nhỉ? Khá tốt nhỉ? Ví dụ như vậy thì trên ok thì tiện nói luôn thì chúng ta cũng có thể là trên lý thuyết là chúng ta có thể tham khảo mà. Tham khảo nhưng mà chúng ta không nên theo kiểu là phải lấy rõ nhỉ? Tham khảo ý tưởng hay là tham khảo code nhỉ? Hay là thêm cái phần gì nhỉ? Đại khái chúng ta cứ tự giác thôi nhỉ? Ví dụ như vậy. Đấy là thế. Đấy là có một vài cái giới thiệu về cái Tinkercad, thì mọi người cũng cứ đăng ký thành viên đi nhỉ. Bây giờ chưa đăng ký được thì tôi về nhà đăng ký. Thế còn có hai cái khóa học cũng rất là nặng ấy. Nếu mà chúng ta học nghiêm túc thì cũng vất vả đấy bạn. Thì ok thì các bạn cũng đăng ký đăng nhập thôi nhỉ. Thì cái đăng ký đăng nhập thì nó đơn giản rồi, chắc là mình không cần phải giới thiệu lại. Thì mọi người phải vào theo cái đường link mình đưa nhé, bởi vì cái khóa này nó off rồi, nó ẩn đi rồi. Nhưng mà chúng ta mà cứ search trên trang chủ của EDX thì sẽ không nhìn thấy, mặc dù chúng ta có thể search đúng cái từ khóa này, mình sợ đâu thì cũng không chắc đã tìm thấy đâu bạn. Có thể là ẩn đi rồi, nhưng mà chúng ta có đường link thì chúng ta vẫn có thể vào xem lại cái bài học, vẫn có thể học được bạn. Đấy thì mình đã từng học rồi nên mình có cái đường link đấy. Ví dụ như vậy thì nó có các cái, có hai khóa cái. Thì cái khóa này mọi người cố gắng hoàn thành trong 3 tuần đầu nhé. Chúng ta có 5 tuần nữa mà, thì cố gắng hoàn trong 3 tuần đầu. Còn cái khóa học thứ hai chúng ta hoàn thành trước buổi học cuối cùng. Để buổi học cuối cùng thì mọi người sẽ test đúng không nhỉ? Gần buổi học cuối cùng thì mình sẽ đưa cái bài test trên CMS để mọi người test nhé. Nên phải hoàn thành càng sớm càng tốt thôi. Mà nhất là kỳ này nó lại rất là bận đúng không nhỉ? Thì do vậy đoạn cuối rồi, chúng ta là giai đoạn cuối rất là bận, nên chúng ta cố gắng xong sớm nghỉ sớm kiểu như vậy nhé. Thế thì ở đây cái khóa này thì mình lấy ví dụ, thì nó tóm lại là trong syllabus lát nữa các bạn nhìn ấy, thì cũng có đường link là học cái module nọ module kia, nhưng nó tóm lại chúng ta học tất không trượt phát nào, nhưng mà cứ học thôi nhỉ. Thì tất nhiên có mấy cái đoạn này thì chúng ta cũng có thể xem qua một chút mấy cái welcome khóa học hay là mấy cái giới thiệu này thì mọi người biết rồi thì thôi nhỉ. Đấy, mấy cái phần này thì cũng thôi thì chúng ta có thể học từ đây nhỉ. Introduction này, một vài cái case study đây nhỉ, chúng ta có thể tìm hiểu và cứ next thôi nhỉ, quên ngày tháng nhỉ, cứ next thôi để học. Đấy, nó cũng học thứ nhất là cái từng module một, module thứ nhất là giới thiệu thôi nhỉ, cái thế giới trong Internet of Things là gì. Đấy, người ta giới thiệu rồi thì cơ bản Internet of Things gì, rồi thì các cái case study nó ứng dụng trong các lĩnh vực, trong nông nghiệp, trong giao thông, trong xây dựng, trong thành phố thông minh. Đấy, rồi thì cái khóa học này chính là một cái trường đại học của Úc thì phải,
Úc hay New Zealand, nhưng mình nghĩ là khả năng là Úc nha. Úc thì xét qua tí, xét qua tí mình cũng nhớ rồi nhưng không xua nó 100%. Curtin University đúng vậy, chúng ta có thể xét cái này nhé. Thì AU đúng vậy, thì chắc Australia map rồi. Chúng ta có thể xét là để chúng ta xem nó nằm ở đâu nhỉ. Đấy, cũng được 4,1 sao. Đấy, thì ở đây có Australia. Đấy, trường đại học này nó ở đây. Hôm nay mình mới ghé thăm nữa. Hôm nay mình ghé thăm chỉ biết là nhiều mà. Thì trường đại học này thì không biết là xếp hạng có ok không nhỉ. Đấy, thì nó ở vị trí này nhỉ. Đấy, thì các hình ảnh ở đây nhỉ. Thì ok, thì mình thấy họ giới thiệu khóa học cũng được nhỉ. Xem cũng được. Thế thì trong đây mình và các bạn sẽ các cái quiz này các bạn cứ quiz để mà lấy kinh nghiệm, nếu được quiz đúng không, nếu được quiz. Còn nếu không được quiz thì chúng ta cứ học lý thuyết thôi nhỉ, có thể được quiz ạ. Và nếu không được quiz thì chúng ta cứ học nắm chắc cái lý thuyết để phục vụ cho cái bài quiz cuối kỳ cũng như bài quiz quá trình mà mình đưa cho các bạn đó bạn. À, ví dụ như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn các cái đáp án ở đây, những ví dụ như vậy. Không biết còn được quyết hay không nhưng không quan trọng nhé. Nói tóm lại, nếu mà không được quyết thì chúng ta cũng không lo lắng lắm. Còn trong quá trình học mà có thể có một số cái clip hiếm, nhưng có một số cái clip nó bị mất thì cũng không sao chứ. Vì nó thực ra các cái kiến thức nó cũng khóa, các hai cái khóa trên đây đều là cái khóa lý thuyết vậy. Thì kiến thức nó cũng có không liên quan gì đến nhau nhiều. Nên nhỡ may có bị mất một hai cái clip thì cũng không vấn đề gì nhé. Chúng ta vẫn có thể học được các cái khóa học khác vậy. Đấy, thì đây là một vài các cái nội dung nhỉ. Thì chúng ta cũng có thể là cùng các bạn dành ra 2-3-4-5 phút nhỉ, để chúng ta cùng tham khảo hai khóa học này. Thì hai khóa học này mọi người có thể đăng ký luôn, có thể đăng ký luôn hai cái khóa này nhỉ. Đăng ký luôn thành viên nữa nhỉ, đăng ký luôn thành viên nhỉ. Thì ok, mình cứ cái này nó free miễn phí nhỉ. Chúng ta phải lấy chứng chỉ mới mất tiền, và chúng ta không làm gì cả. Thì mọi người có thể vào để đăng ký theo kiểu Google đó nhỉ, đăng ký bằng Google, đăng nhập bằng Google cho nó tiện nhá. Đấy, thì đại khái thế. Thế thì học cùng nhỉ, học cùng một chút xíu đây. Đây là cái module 1 này. Ok, mình có thể vào lại nhé. Vào lại đây. Introduction nhỉ. Đấy, nó cũng giới thiệu khóa học đó. Khi chúng ta cứ next thôi. Next nhá. Xem qua một chút. Tại sao mà ở đây cái khảo sát là chúng ta có thể bỏ qua được ạ? Đấy, ví dụ như What IoT là gì? Thì đây có một cái clip nó cũng ngắn ngắn thôi. Thì chúng ta cũng cùng với nhau giao lưu một tí nhé. Nó có phụ đề ở bên cạnh ạ. To answer your question, the Internet of Things is when we connect up everyday physical things to the Internet. Yes, even things like shoes. These things can give us information that can be used to improve your life or your business or the environment. Well, yes, your boot can tell us things about you or it or the places you've walked and where you are right now. It's going to be another industrial revolution. You'd better get ready. Not a bad revolution, but like when computers arrived and changed everything. The Internet of Things means the Internet doesn't just collect and distribute information, it can also feel and intelligently respond. What were you looking for? You can't see the Internet of Things working. Your boot. You think your boot has connected to the Internet and booked itself a holiday? No, that's not how it works. Though, if you'd been working too hard, your shoe could send data to the internet cloud, where it would be analyzed, and then a message would be sent to your boss to say that it was time for you to have a holiday. Yeah, it's pretty good, isn't it? À, ví dụ như là cái người ta giới thiệu cái đấy là cái đôi giày nhỉ, đôi giày. Thì tương lai sau này các cái giày dép quần áo hay là các cái nhiều cái thiết bị khác, nhiều cái sản phẩm này khác đều có thể được kết nối nhỉ, kết nối để theo dõi. Ví dụ như xe máy, bây giờ xe máy ô tô người ta có thể gắn các cái định vị, hay là các cái Apple Watch nữa nhỉ, vân vân, nó cũng thể kết nối lên cloud.
ấy, hay là giày dép nhà tương lai sau này nó có thể nó cũng sẽ biết được cái nó có thể phân tích được các thông tin mà ấy, để nó đưa ra mà nó sẽ khuyến nghị có thể chúng ta đang quá sức rồi chẳng hạn đấy. Hay là các cái quần áo nhà có thể là người ta gắn các cái con vi điều khiển vào đấy để chúng ta có thể là giám sát bệnh nhân chẳng hạn, những bệnh nhân ngã hay là vân vân chẳng hạn, thì hay là vân thì có thể nó sẽ biết cái nhận báo cho người thân hoặc là báo cho bác sĩ, ví dụ như vậy đấy. Thì đấy là một vài các cái giới thiệu sơ bộ là như vậy. Thì tiện thì chúng ta cũng cùng xem qua một chút xíu nữa. Thì trong đây cái module 1 đấy có thể nó có một số các cái smart city nhỉ, hay là một vài cái case study nhỉ, hay internet of things everywhere, mọi nơi nhỉ, thử xem có cái gì hay thì nó cùng xem qua chút đấy. Ví dụ Barcelona là một cái smart city, thì trong đây nó mất mất cái clip rồi nhỉ, mất rồi thì cái này không sao nhỉ, đây nó chỉ là một cái gì đó bạn, đây chỉ là một cái có thể nó đưa lên YouTube mà biết đâu vi phạm nguyên tắc cộng đồng thì nó bị report, nó bị đóng mất rồi nhỉ, thì cái đấy cũng không quan trọng nhỉ. Ví dụ để xem được thì tốt, không xem được thì chúng ta xem cái khác nhỉ. Ví dụ case study đây là cái smart monitoring nhỉ, giám sát tài sản đấy, đấy là cái case study nhỉ, chúng ta cũng có thể là xem nhỉ. Hay đây là cái gì nhỉ, đây là cái trong cái các cái liên quan đến các cái ứng dụng nhỉ, Foodrop Project nhỉ. Hay đây là cái gì, thử xem Daily Farm nhỉ, là cái ứng dụng IoT trong agriculture nhỉ, là cái nông nghiệp nhỉ, trong nông nghiệp. Chúng ta cùng thử xem nhé. Ví dụ như vậy. I'm Malcolm Hayes. I'm a dairy farmer from Cookinup in Western Australia. The property here, our home property, is on or that what we call our dairy platform, is about 240 hectares. Presently, we're milking about 360 cows in the dairy here. Producing about 3.5 million litres of milk a year. Last year, about this time, after a lot of searching around for a better system, we decided to go with a GEA cow management system, where we installed milk monitors and automatic ID systems on our cows, which it's actually reducing the labour that we need to use in the dairy, and we're actually managing the cows a lot better than we did before. With the better management, we're certainly getting our cows in calf better, as we have a system to identify cows which are on heat. All of the cows have a responder on them, which is a thing which has a motion sensor in it and a transponder in it to actually register the, so the computer can read the cow's number as the cow comes in the dairy. This is how we know what goes on individually with each cow. If a cow gets sick and the milk drops off, the alarms will come up in the dairy and we'll know straight away. If she stops eating because there's no motion, or lack of motion in the cow, will know straight away. It even has an app that goes to my phone that I can look up the cows when I'm away. À, ok, đấy là cái em gọi là đi tham quan một tí để cho nó mở rộng tầm mắt ra một tí nhé. Bởi vì thực ra là trên cũng chúng ta cũng có cũng mở rộng tầm mắt ra được tí chứ, nhưng mà kiểu gì được cũng gọi là khôn ra được tí. Chúng ta nhìn thấy là các cái tự động hóa đấy, nó có thể là được áp dụng ở nhiều nơi đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ như vậy. Xem là case study cho nào, còn cái smart city nhỉ, xem là trong đây nó có cái gì nhỉ. Evolution internet nhỉ, đấy, một vài cái lịch sử internet đấy, thì tiếp nhỉ, còn cái gì nữa, food project này, HTTP case study nhỉ. Ví dụ đây là cái cầu nhỉ, IoT. Thế ví dụ trong cái lĩnh vực một cái cầu của Sydney, cái cầu này nhìn đúng là Việt Nam cũng không có cầu nào đẹp như này, nhìn rất là hoành tráng. Thì trong đây nó có, mình cũng xem cái clip này rồi thấy rất là đẹp đúng không nhỉ, đẹp. Thì nó có ứng dụng cho cái cầu nhỉ, thì thường nó liên quan đến cái việc, nó liên quan đến các cái giám sát đúng không nhỉ, có rung lắc nhiều hay không này, vân vân. Nó có 13 years ago, and the entryway from the north into Sydney is through this great bridge. An toàn cầu. It was built to a great engineering standard.
but it still needs to be monitored and looked at. What we've seen over the years is an increase in volume of vehicles, weight of trucks carrying lots of freight, and what we're trying to do is understand how the bridge responds to different loading and making sure that that bridge will be able to accommodate those changed conditions and loading and uses over time. Roads and Maritime Services came to us and said, how can we manage Sydney Harbour Bridge? Currently, we send inspectors, he said, but it would be really good to have some sensors or some sort of technology to help us get an early warning if some maintenance is needed. And we ended up with a technology where we could basically give the bridge a voice. The bridge could tell the asset manager when the bridge needs attention. We have this fiber optic network going the length of the bridge with 3,200 sensors underneath the bridge. As vehicles travel over the bridge, we're measuring vibrations and measuring the response of the structure to those vibrations. With so much traffic going over it and wind and other things going on. So to extract some meaningful information, we use machine learning. It's a set of smart algorithms can take the raw data and then tell you the performance of the bridge. It's going to help understand the ability of that asset to cope in different conditions and really maximise their productivity and efficiency. It really brings together distributed sensors, communication networking technologies, smart algorithms and data visualisation suited to a customer's needs. The next steps for us at Data61 is to work with Cisco through Innovation Central, taking all of our learning from the Sydney Harbour Bridge and packaging it up in a way that's scalable, can be marketed to different segments and can apply to different sized structures through Australia and the world. I see a connected world, an Internet of Things world, and the ability to connect and understand our infrastructure is going to be key to that. This technology will help us do that. Ok, quay lại đi giao lưu tham quan một chút nhá, thì đấy thì có một vài cái thì mọi người có thể cứ học thôi nhỉ, cứ học thì mấy cái bài đầu nó giới thiệu nó cũng hữu ích vậy, để cho chúng ta hình dung ra là cái công nghệ hiện nay nhỉ, nó được áp dụng ở đâu. Còn các cái bài sau thì có thể liên quan đến các cái chuyên môn thì nó có thể là khó hơn một chút, có thể thì chúng ta cứ học thôi, cứ chỉ biết cứ học thôi bạn, cũng không cần phải xem thế nào nhỉ, thì cứ học. Thế thì tiếp theo thì vậy là mình đã xong được cái phần còn chưa giới thiệu xong nốt cái ý này nữa nhỉ. Mình sẽ tạo một cái chỗ để chúng ta có thể xem điểm được bạn. Xem điểm để biết đâu trong quá trình mình học nữa nhỉ, thì có thể cập nhật được cái đầu điểm nào thì mình cứ đưa lên trên đấy nhỉ. Thì mình sẽ vào driver nhỉ, mình sẽ vào driver, mình sẽ tạo một cái file Excel. Driver tạo cái file Excel để chúng ta cùng xong cái đường link để cho mọi người có thể vào đấy để xem điểm nhé. Thì ok, thì lớp mình đây đang là lớp IoT đây nhỉ, IoT E12 nhỉ. Thì ok, mình copy cái tên này, thì sẽ tạo một cái file Excel. Thì danh sách lớp thì mình đưa đây, nhưng hôm nay chưa có điểm gì thì thôi nhỉ, đây là thì thôi mình cũng chưa đưa lên tuổi. Hôm nào có điểm gì đó thì mình cập nhật lên sau, và mình có thể share cho mọi người, có thể là cứ có link là được nhỉ, có link là có thể thậm chí là editor luôn, và có thể là bất kỳ nhỉ, miễn là có link. Cái này để cho mọi người xem thôi, nên mình cũng copy ở trong gì mà mình sẽ copy ở, mình sẽ điểm nó ra ở trên cái file Excel của mình, ở đây là cho mọi người xem rồi nhé, để cũng không sợ sửa trước rồi đâu nhỉ, cho mọi người được phép sửa. Thì trong mình là Hoàng Sơn nhỉ, và số điện thoại này và cái email là thế này nhé. Mọi người gửi email này thì mình còn phản hồi được ạ, mọi người gửi FPT gửi cho các giáo viên, mà FPT.edu là các giáo viên không phản hồi đâu, chỉ có nhận được nhưng không phản hồi được nhỉ. Thế thì nhiệm vụ của mọi người hôm nay thứ nhất là về đăng ký các tài khoản và học vài module này đi nhỉ. Rồi thì đăng ký tài khoản thực hành theo cái tin cơ kép để lát để chúng ta sẽ hướng dẫn đấy, và download các cái tài liệu này về nhỉ. Thì ok nhỉ. Thế thì
Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở syllabus ra. Để chúng ta sẽ mở syllabus ra để chúng ta cùng xem một chút. Khi các bạn download về đấy, theo cái đường link đấy, mọi người download về đấy thì download về thì mọi người đã có cái syllabus trong đấy rồi nhé. Và tiện nhỉ, tiện đây mình cũng có thể tạo một cái, hôm nay tiện đang chia sẻ đây thì chúng ta có thể tạo luôn một cái trên trên Classroom, trên FU đúng nhỉ, FU EduNext. Thì mà như mình nói đấy, mọi khi thì mình các kỳ trước thì mình chưa nhỉ, chưa tạo các cái không dùng EduNext, còn các cái môn khác dùng EduNext hết rồi. Môn nào ít nhiều cũng dùng EduNext nhỉ. Nhưng còn môn này thì mọi khi thì không, nhưng mà lần này thì lại có bạn. Lần thì có vì là nó giúp cho mình nghĩ là nó sẽ, mọi người sẽ bám kiểu hơn nhé. Thế thì trên đây nó có các cái đường link rồi nhỉ, đường link rồi, nhưng mà có thể là cũng không cần, bởi vì là cứ mỗi lần mình vào mình cứ theo đường link này thôi nhỉ? Nhưng mà tuy nhiên là mình cũng có thể thử xem nhỉ. Internet of Things Spring nhỉ, 08 đây bạn. Đấy thì ok, mình có thể clap này nhé. Và đây để xem các activity nhé. Còn điểm làm thế nào trên đây thì hôm nào nói sau, chứ hôm nay nói nhiều quá nó mệt đúng nhỉ. Ok, mệt thì ok, đây là EduLex nhỉ. Bài tập nhỉ, làm bài tập thì sao bạn, đây là làm bài tập nhỉ. Trên trang EduNext nhé. Đại khái đấy. Thì đấy là cái nội dung chúng ta sẽ làm nhé. Thế thì ok, thì có thể cái này thì mình sẽ đưa lên luôn đi Classroom ở đây nhé. Bạn nào vào muộn mà chưa join được vào Classroom thì báo để mình sẽ cung cấp lại cái class code nhé. Class code cho mọi người cùng vào nhé. Thì xem people có bao nhiêu người nào? Có 12, ít quá bạn. Thế thì không biết là có bạn nào vào muộn mà chưa biết class code thì mọi người vào class code trên đây nhá, trên Classroom ạ. Trên Classroom ạ, trên Google Classroom nhé, mọi người join vào đây. Thì cái phần còn lại nhỉ, mình sẽ giới thiệu tiếp theo là mình sẽ giới thiệu một chút về syllabus này. Đấy, nói qua một số cái quy định như nhỉ, đầu điểm thế nọ thế kia đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ học các cái bài học đầu tiên trên Thinkercad trên cái trang này, nên là cái trang mô phỏng cũng rất là ok. Bạn nào mà nhớ bài không mượn được thì cũng không hoang mang nữa nhỉ, làm trên đây cũng rất là ok. Mới lại theo dự kiến là các bạn là chỉ có ưu tiên năm thứ nhất học trực tiếp thôi, cũng chả biết đấy là ưu tiên hay là không ưu tiên nữa nhỉ. Còn kỳ 1 đấy, còn các bạn thì hình như là online đấy, không biết là mọi người đã nhận được cái thông báo là trong tuần sau ấy các bạn vẫn học online thôi ạ, chỉ có cái năm nhất thôi. Đấy thì mình ngày nào cũng phải lên trường vậy. Đấy, ngày nào cũng có sinh viên năm nhất kỳ 1. Còn các bạn thì là kỳ 4, kỳ 5 rồi thì sẽ học online. Đấy là không chính thức nha, thì các bạn còn muốn chính thức nhà trường sẽ gửi email hay là gì đó cho các bạn sau, còn đấy là mình gọi là nghe lỏm thế thôi. Rồi ok nha, thì khả năng là như vậy nha. Có chính thức rồi thầy ạ. À thế là có chính thức rồi bạn. Thế thì cuối cùng là các bạn học online tất đúng không nhỉ? Có mỗi kỳ 1 học trực tiếp mà. Ở còn các bạn là online đúng không nhỉ, thì không lên trường nhỉ, cứ ở nhà thôi đúng không? Vâng, cứ học online. Thế thì như thế thì tin đấy, nghe cái tin đấy thì happy hay là không happy? Có vui hay buồn hay là bình thường? Hợp lý không nhỉ? Mọi người nghĩ là ở thời điểm này học offline đã hợp lý hay chưa, mà nhà trường cho tất cả đều offline cả thì có vấn đề gì không đúng không? Em nghĩ là chưa hợp lý để học offline tất đâu thầy ạ. Mình nghĩ là khả năng như thế là đúng rồi, bởi vì là cứ phải theo dõi thêm vậy. Như ở trường không, tại vì như ở Hà Nội vừa 5K người một ngày thầy, mà
trường mình lại còn là trường nội trú, sinh viên cứ đi đi vào vào thì kiểu gì cũng, nếu mấy cả trường mình ở đấy nhiều thì kiểu gì cũng bị như thế ạ. Mà đây là thực tế là cái con số 5.000 đấy, 5k là không đầy đủ đó bạn. Đây người không thể báo được. Bởi vì mọi không, người... không đâu thầy ạ. Như hôm trước em xem bác em ở xã làm ấy thì đã bảo bảo xã xã em nó mấy trăm người rồi, mà cái huyện thì bao nhiêu xã, mà bây giờ cả thành phố Hà Nội đấy đâu có mỗi 5.000 ca một ngày thôi. Nó phải nhiều hơn, hơn nhiều ấy. Bởi vì nhiều trường hợp ấy có khi báo người ta cũng không công nhận mình là F0, nhưng mình nó lại yêu cầu phải test hai lần thì mới chính xác là đều dương tính rồi thì người ta mới công nhận là F0, mà phải lên khai báo lằng nhằng lắm, nên nhiều người có khi người ta cũng chẳng khai báo ạ. Và còn chưa kể cho em người ta không khai báo có thể ạ. Đúng rồi, nhưng mình mà bị thì cũng chưa biết là có khai báo không. Nếu mà mình cứ ở nhà thì có khi cũng chẳng khai báo làm gì cho nó bận việc cả, đúng không nhỉ? Thì nếu mà mình đã xác định ở nhà tự cách ly đấy, nếu mà trường hợp vẫn ở nào ví dụ như vậy đấy, thì có rất nhiều trường hợp không khai báo, nên cái con số này mình nghĩ có phải nhân đôi hoặc là có thể thậm chí còn hơn nhỉ? Đấy, thì mình nghĩ là cũng, nhưng mà có vẻ đây chúng ta không lên hoang mang lắm ạ. Như cá nhân mình thì mình không hoang mang, còn các bạn còn trẻ đấy có hoang mang không? Như cá nhân mình thì mình cũng bình thường, nhưng mà cũng chỉ đấy thì cũng không biết là chỉ sợ căn bản cái căn bản lúc đầu thì mọi người cũng kiểu không quan tâm đến cho lắm, nhưng mà kiểu mọi người cũng chỉ covid kiểu bệnh xong thì nó thôi ấy. Nhưng mà kiểu dạo này thời sự nó hay lên cái kiểu di chứng hậu covid thế nên mọi người bắt đầu sợ lại đấy ạ. Sợ lại. Nhưng mà cái di chứng hậu covid đấy thì mình cũng chỉ nghe đấy trên thời sự, chứ còn mình cũng chưa có dành đủ thời gian để mình tìm hiểu cả các cái thông tin trên thế giới, nhỉ? Nó phải thống kê vậy. Chứ còn hiện tại về thời sự nhiều khi cũng hơi định hướng, nên mình cũng không tin tuyệt đối VTV. Nên mình có khi nếu mà dưới góc độ là nghiên cứu, nhỉ? Nhà khoa học, nhỉ? Thì chúng ta phải phân tích các cái dữ liệu tin cậy để đánh giá xem là cái di chứng, cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là có cái di chứng hậu covid. Thì chúng ta phải tìm hiểu nó kỹ. Chứ còn cá nhân mình thì hiện tại mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, nên mình cũng không biết là cái hậu, cái di chứng nó có thực sự là nghiêm trọng và rủi ro cao hay không nhỉ? Như con lớp của con mình đấy thì cũng có mấy trường hợp F0 đi học được một tí, nhưng may quá thì con mình cũng chưa bị và cũng được quá 7 ngày rồi, thì đoán chắc là cũng chắc là thoát đấy nhỉ? Chứ còn ở lớp con mình cũng có mấy trường hợp ấy, mới học được mấy buổi thôi đã lại, vâng, lại online lại nhỉ? Nhưng mà theo kiểu mấy người em quen ấy, kiểu người ta bị xong thì hầu như ai cũng bảo là kiểu bị hụt hơi các thứ, mới cả đôi khi kiểu tức ngực ấy. À, có nghĩa là như bạn, vâng, theo cái gọi khảo sát diện hẹp mà bạn biết thì, vâng, là kiểu những người em quen ấy, vâng, có di chứng thật, đúng không nhỉ? Vâng. Có nghĩa là nó cũng có kém hơn so với chưa bị nhiễm, nên cố gắng tránh được thì là tốt, đúng không nhỉ? Vẫn tốt. Như cá nhân mình thì mình cũng không sợ lắm, nhưng mà cũng nghe bạn nói như thế thì có thể hôm nay mình cũng tìm hiểu. Bạn mình cũng nhiều F0 đó, bạn mình ở Hồ Chí Minh cũng có rất là nhiều, bạn mình ở quanh đây cũng rất là nhiều người đấy nhỉ, nên thử hỏi lại xem. Vâng ạ. Còn bạn ở Hà Nội thì độ phủ vaccine nó rộng hơn nên nó không chết nhiều như ở Hồ Chí Minh, nhưng mà cái hậu covid nó khá là kinh khủng như vậy ạ. Cái lại nói về vaccine thì để chúng ta nói thêm, thì thực ra cũng chưa biết có phải do vaccine không ạ, bởi vì Hồ Chí Minh có thể chết nhiều là do ngày đấy chúng ta chưa chủ động, mà chúng ta lại cứ kiểu cái cách mà hơi cực đoan đấy, có thể cứ dồn F1 cách ly vào nhau, thế cứ lây chéo vào nhau đại loại, và cứ đưa về bệnh viện nó lại quá tải đại loại đấy, nên có thể còn nhiều yếu tố đó, chứ chưa hẳn là đã phải là vaccine đấy nhá. Mình nghĩ có khi chúng ta phải xem lại cái vaccine có hiệu quả hay không, bởi vì ngày xưa người ta bảo là vaccine thì nhiễm nhẹ, nhưng mà nhẹ hơn thì không biết hơn là cụ thể là bao nhiêu, đáng lý người ta phải có định lượng, nhưng mà người ta lại cứ chỉ nói định tính như thế thì cũng hơi hơi khó. Mới là hai nữa là như bạn mình cũng có lần nói là cũng có thể bị cái nguyên nhân là có thể bị nhiều rồi, nhưng mọi người không biết là đi tiêm vaccine đúng không nhỉ? Hoặc là gì đấy, thì cái việc mà đang nhiễm rồi mà tiêm vaccine thì có khi lại còn có hại đấy, thì cũng có thể có nhiều người bị trở nặng là vì cái nguyên nhân như vậy nữa đấy, vân vân. Đấy, còn nhiều cái nữa, nói chung là cũng không biết được, đúng không? Không biết được. Hôm nay thì mình cũng sẽ survey lại mấy bạn mình xem là nó hai vợ chồng nó bị nhiễm rồi thì cuối cùng là xem thế nào, và hỏi những người ở trong miền Nam. Thì bạn ấy nói là anh ấy nói là bây giờ cái chuyện là ta bị F0 mà F0 à đại loại cái rất là nhạt nhẽo, rất là bình thường, đúng không? Người ta rất là bình thường. Và như anh ấy nói là có thể lên đến gần 100% ở Hồ Chí Minh ấy. Thì anh ấy nói là công ty anh ấy là khoảng 70%, công ty vợ anh ấy khoảng 80%, hàng xóm láng giềng thì cũng 80% là bị nhiễm. Thế anh ấy bảo còn mấy cái trường hợp nó bảo không bị nhiễm, nhiều khả năng nó nhiễm rồi mà nó không có triệu chứng mà nó không biết. Đấy. Nên nó tóm lại là cái tỷ lệ nhiễm Hồ Chí Minh rất là lớn, rất là lớn.
nên có khi nó thành miễn dịch cộng đồng như vậy, thấy là thấy hơi bình thường nhỉ. Ok, thì up mấy cái link đấy thì lên trên Classroom có, chứ mình sẽ đang up lên rồi bạn nhé. Vừa nãy mình có up lên trên Classroom đây rồi bạn, thì mọi người có thể vào theo Classroom để mọi người có thể là thư thả đúng nhỉ, về download học tập. Mình sẽ đưa lên trên đây bạn, mình sẽ đưa lên trên đây rồi nhé. Thì ok, thì cũng mọi người có thể đồng tình, như cá nhân mình có thể đồng tình với nhà trường là có thể là chưa mở 100%, mà chỉ cho một số bạn sinh viên năm đầu học một số môn ví dụ lập trình C hay là vân vân, nó còn hơi bỡ ngỡ thì có thể là học offline được, còn chúng ta học online. Với môn này thì mình nghĩ học online cũng không vấn đề gì lắm bạn. Chúng ta nếu mà chúng ta cứ tự giác thì nó cũng không vấn đề gì, vì là nhưng mà tuy nhiên nó nếu mà lắp mạch thì đúng là offline thì nó cũng có thuận lợi hơn một tí. Nó thuận lợi hơn một chút bởi vì là nhỡ may sai cái là nhìn ra ngay bạn. Ví dụ như có mình ở đấy và có bạn nào đấy, bạn ấy chỉ nhìn cái mà ở đây chỗ này cắm sai cái chân rồi đúng nhỉ, thì nó cũng thuận lợi hơn đấy. Thì nếu mà trường hợp online này, bạn nào mà nhỡ may có thực hành mà thấy nó không chạy thì mọi người cứ hỏi thôi nhỉ, thì có thể là mình sẽ mọi người cứ hỏi đáp trên trên Classroom hoặc là trên đâu đó chẳng hạn. Mọi người cứ up lên cái mạch lên hoặc là cứ bảo đoạn code này tại sao đúng lại không sai nhỉ, thì có thể là mọi người cũng mình hoặc các bạn khác có thể nhìn, có thể là xem nó xài đâu, ví dụ như vậy nhé. Ok, hôm nay mình có giao cái bài tập cho nhóm kia quên khuấy mất không up cái mạch lên nhỉ. Ok, thì mình tí nữa nhỉ, tí nữa mình up cái mạch lên. Ok, thì mình có thể sửa đây nhé. Ok, tiện đây, sorry, đợi mọi người đợi mình một tí, mình up cái ảnh lên đây nhé. Để có thể là buổi sau, vì là lớp kia học 2 slot rồi, thì đã có cái kiến thức để chúng ta làm cái bài tập homework rồi. Thì ok, thì tiện đây thì xin phép mọi người, sợ tí nó quên mất. Đấy, mà mọi người cũng xem luôn nhỉ. Đấy thì cái bài exercise năm nay thì mình sẽ, đấy, mình có thể vẽ cái mạch. Các mọi người nhìn vào mạch, mọi người code, hoặc là mọi người post cái trên đây thôi, và cứ chấm chéo cho nhau và mình cũng chấm cùng. Đấy, thì các bạn cũng vừa chấm cho nhau để mà học lẫn nhau. Đấy, kiểu như vậy đấy. Đấy, ví dụ như bạn này, đây một số bạn đã tranh thủ có được hai bạn nhỉ, đã em yêu khoa học nhỉ, đã code luôn up lên rồi nhỉ. Thì ở đây mình có thể là bình chọn này, ví dụ như bạn này, mình có thể xem nhé, bạn code này sáng luân phiên đúng nhỉ, lâu ví dụ như vậy thì mình có thể cho 5 sao vì cái sớm đó nhỉ. Bạn này 5 sao đấy thì hello world đấy. Cái này mình sẽ là làm để gì thôi, làm bài đầu cũng khá là dễ, khá thôi. Đây còn đấy, nên đấy ví dụ như vậy. Thì các bạn khác cũng chấm chéo với nhau đó, để học lẫn nhau, để xem code thằng nào hay, thằng nào dở nhỉ. Thì có cái công cụ đấy thì chúng ta sẽ được thực hành nhiều hơn, học hỏi lẫn nhau lắm bạn. Học thầy không tài học bạn, tất cả đấy. Thế thì tiếp theo bây giờ mình bạn cùng sang cái Internet of Things nhỉ, IoT nhỉ. Thì môn này 3 tiến chỉ bạn, và thực hành thì nhiều, bây giờ lý thuyết thì ít, thực hành thì nhiều. Đa phần là liên quan đến không phải lát thôi. Lý thuyết thì cũng hạn chế thôi nhỉ. Thì học xong cái môn học này đúng nhỉ, mục tiêu như mình nói đấy, thì chúng ta hiểu các cái khái niệm cơ bản nhất về Internet of Things thông qua các cái bài thực hành ở trên lớp, thông qua hai cái khóa học online để chúng ta có cái nhìn tổng quan rộng, chắc chưa sâu nhưng là rộng, để ok để chúng ta có thể biết rộng. Mà sau này chúng ta tùy theo định hướng nghề nghiệp của mỗi người có thể đi sâu vào các cái nhánh trong trong cái lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. Tiếp theo đây là các cái một vài cái learning outcome, nhưng đại khái thì cái này cũng viết gọi là thôi, nhưng mà ý là chúng ta sẽ hiểu các cái vấn đề lý thuyết này, chúng ta hiểu về cách vào ra dữ liệu giao tiếp với con Arduino, như làm chủ với con Arduino Uno, còn và con nền tảng thì chúng ta có thể tự học được các cái con Arduino khác nhỉ. Có nhiều con nó có thể là hỗ trợ việc kết nối internet, rồi có nhiều con thì nhiều chân, có con thì nó lại cài được vào áo đại loại. Thế có nhiều con, mỗi con nó cũng khác, nhưng mà chúng ta học xong cái cơ bản thì chúng ta có thể tự học xong cái khác được một cách dễ dàng hơn một chút nhé. Thì đây là reference hai khóa học đây nhỉ, xem có đúng như ok chắc là đúng rồi, nhưng mà mình xem cộng 3T sorry cái đường link này mới là đúng này. Thì ok mình sorry đợi mình cập nhật lên trên này để
mọi người thì cứ theo đây thôi, nhưng mà tuy nhiên là mình phải cập nhật lên đây nhé. Hình như là cái link này nó lại không đúng ạ, nó thay đổi rồi nhỉ so với ngày xưa. Thì ok, đợi mình chút xíu. Ticketing version 1. Ờ đúng rồi nhỉ, vẫn thế sao cái kia này. Vừa đấy mình nhìn lại khác nhỉ. Ok, thôi là ok, tí không lưu lại được. Còn đây là có một rất nhiều trang, nhiều trang có thể học hỏi được. Rồi chúng ta có thể mình sẽ giới thiệu sau nhé. Đây là trang alo.cc, đây là cái trang trang chủ ạ. Trang chủ của cái Arduino này. Thì mình sẽ giới thiệu alo sau nhé. Còn đây là các đầu điểm ạ. Thì các đầu điểm này thì nó cũng tương đối rồi, thì có thể mình sẽ phải thay đổi một tí cho nó phù hợp hơn. Đấy, thì trong đây nó có, nhưng mà mình nghĩ là thay đổi thì thấy sinh viên cũng rất là ok, mình thấy các cái khóa khác mọi người thấy cũng rất là ok thôi. Ví dụ như là presentation là mình cũng bỏ đi, vì là cái môn này có 15 slot offline mà present mất 2 slot nữa thì thấy rất là sốt ruột đúng nhỉ, vì là có nhiều cái nó cũng còn ngổn ngang nha đúng nhỉ, còn cần phải trình bày chia sẻ đấy thì mình cũng sẽ trình bày hạn chế, nên là mình bỏ bớt hai cái bài presentation này thay bằng các cái bài tập, thay bằng các bài quiz nhé, kiểu như vậy. Exercise là hai bài, mỗi bài 10, mỗi bài 5%, tổng cộng là 10. Project là điểm nhấn của môn học thì lấy 30% thì mình vẫn giữ nguyên. Còn active learning là cái theo như syllabus đây là tùy tâm giáo viên đúng nhỉ, đấy đại loại đấy, thì xem bạn nào tích cực không tích cực vân vân thì có thể 10%. Nhưng mà tuy nhiên là mình sẽ để một project 30% và các cái này là các cái bài quiz và các cái bài tập. Thì cụ thể là bài tập mình sẽ tính bao nhiêu phần trăm hay thế nào cụ thể thì mình sẽ nói sau nhỉ. Nói sau đi, thì sau khi cái ruler nói sau nhé. Nhưng nói tóm lại mọi người cứ học thôi nhỉ, cứ học cứ nhiệt tình là được nhỉ, cứ nhiệt tình thôi. Còn chắc là buổi sau, buổi sau ví dụ như là bài exercise trên Edunet thì lấy mấy bài đấy, gộp lại sau 5 bài thì lấy bao nhiêu phần trăm, ví dụ thế. Đấy, giờ thì bài quiz này lấy 5%, bài tập này thì lấy bao nhiêu phần trăm đấy, thì mình sẽ cụ thể mỗi lần mình đưa lên đó nhỉ, thì mình sẽ nói rõ hơn, nhưng mà nói sau nhé, vì hôm nay sợ nói nhiều quá nó dối. Còn đây là update 1, là trong đây là cái giới thiệu khóa học, đây gồm có hôm nay slot 1 là giới thiệu khóa học ạ. Và đấy, hiểu qua thế giới internet thinh là gì. Nhưng có thể mình sẽ nói đi nói lại sau nhỉ, hay là nói về kiến trúc của con Arduino, kiến trúc Arduino nó có những mục nào nhỉ? Thì buổi sau chúng ta học về cái Tinkercad simulation nhỉ, thì hôm nay có thể chúng ta sẽ học trước ạ. Đấy, thì vân vân nhé, thì cái này thì có thể lại nói sau một tí nữa nhỉ, mình có thể hôm nay học trước cái phần này để cho các bạn có hiểu nó rõ hơn. Đấy, thì mình cũng muốn là kiểu học để thông qua lập trình. Rồi thì chúng ta cứ thông qua code, chúng ta thông qua lập trình, sau đó thì chúng ta trong quá trình vừa học vừa nói cái lý thuyết đi kèm luôn nhỉ? Chứ thì chúng ta đẩy cái này lên trước một chút, ví dụ như vậy. Thì ngoài ra là có các cái bài nhấp nháy đèn led nhỉ, blink đèn led, thì chính là bài hello world đấy. Đấy, trong lập trình khác thì các bạn ghi là hello world, in ra cái chữ hello world ở màn hình nữa nhỉ, nhưng trong môn này thì nó là blink led, chính là bài hello world trong lĩnh vực embedded system, hệ thống nhúng. Ok. Đấy, thì còn trong đây nó cứ có cái đan xen cái online offline này, thì thực ra nó cũng gọi là ghi ở đây để cho nó trông nó ra dáng cái syllabus thôi, và mọi người cũng học được theo này thì nó cũng nhẹ nhàng đấy nhỉ. Thì cứ một buổi offline thì mình tự học ở nhà online kiểu như vậy nhé. Nhưng mà tuy nhiên là mình chúng ta không cần phải theo dõi theo cái này làm gì cho nó mệt đâu ạ. Nói tóm lại học tất không trượt phát nào nhé, nói tóm lại không bỏ một cái module nào, có hai khóa đó, học tất. Đấy, thì vừa nãy mình giới thiệu khóa 1, thì giới thiệu khóa 2 thì các bạn có thể tự xem, và hoặc hôm nào mình có thể bật lên chúng ta cùng giới thiệu khóa 2 liên quan đến các thiết bị device nhỉ, liên quan đến điện tử đó nhỉ, nó nhiều hơn điện tử hơn một chút. Thế các buổi offline này có 15 buổi offline, thì mình sẽ cùng với các bạn cứ mỗi một lý thuyết như là học về cái cảm biến nhiệt độ chẳng hạn, thì mình có thể gợi ý ra một vài cái homework hay là một vài cái project có thể làm được nhỉ. Đấy, mình có thể giao bài homework và để sâu hơn một chút, và chúng ta có thể nghĩ ra cái ý tưởng làm một project, ví dụ như vậy, Epero Keypad này, Let Magic này, loại thế. Thì nói tóm lại là nó sẽ có các cái bài project này nhỉ, còn các cái bài này sẽ thay bằng cái bài quiz, bài test,
à, bài tập và bài test. Còn file đối xem các bạn thi trên phòng khảo thí họ tổ chức thì nó cũng là các cái kiến thức chúng ta học 15 slot offline và kiến thức trên hai khóa học này bạn. Trên hai khóa này là 40%. Nên mọi người cũng phải học, bạn cũng phải học tương đối nghiêm túc một chút nhé, đừng học đối đó, học đối phó nó phí, nó nhận nó phí nhé. Thế thì chúng ta cùng tiếp tục nhỉ, tiếp tục sẽ syllabus nhỉ, syllabus còn cái nội dung gì nữa không nhỉ, thế thôi nhé. À, trong đây nó mấy đồ, còn đây là presentation này, thì trong đây nó ngày xưa đúng nhỉ, có presentation thì cứ mỗi nhóm có thể lên chia sẻ về các cái chủ đề này nhỉ. Thực ra các cái chủ đề này nó cũng hay chứ cũng không phải là nó không hay, nhưng có điều là chẳng qua là mình chúng ta ít thời gian quá nên nên mình cũng bỏ cái present này đi nhé. Trong đây nó có mấy cái ví dụ như dự đoán bảo dưỡng này. Đấy, nó có một bài báo, nó cũng có các cái bài viết chúng ta có thể đưa ra tìm hiểu. Thế thì tại sao IoT có thể là predictive maintenance, làm sao có thể dự báo bảo dưỡng như cái cầu ở Sydney đấy chẳng hạn, hay là smart city đấy, thì là thế nào, hay là quản lý năng lượng thông minh này, hay là các cái lĩnh vực như mình có biên soạn đây là các phương thức kết nối nhỉ? Hay là mối quan hệ giữa, đây là mình thêm vào nhỉ? Big data, AI đấy, và IoT, hay là các cái ứng dụng trong giao vận đúng nhỉ? Rồi trong lĩnh vực giáo dục thì IoT có thể áp dụng như thế nào đấy, thì các cái này thì kẻ có thời gian tìm hiểu thì cũng tốt đúng nhỉ, vui và divide thì cũng tốt, cũng tốt ạ. Nhưng mà có điều là thôi thì có thể trong cái hôm nào nó học lý thuyết nó chán, học thực hành nó chán thì mình có thể cùng với bạn thảo luận chia sẻ thêm ngoài đó nhỉ? Cho nó hình dung ra cái IoT là gì thôi nhỉ? Thì cái phần đấy thôi, nhưng còn project guide này thì trong đây người ta cũng công phu lắm đấy, ví dụ như là thuyết trình là bao nhiêu phần trăm, thiết kế mạch là bao nhiêu, sụp cốt đánh giá thế nào đấy, thì đâu đó là độ khó của nó nhỉ, thì chúng ta sẽ đánh giá lại. Thì như trong đây nó nói là cứ mỗi một project này ít nhất là có 5 component đấy, có 5 cái thiết bị để ý là nó cũng to to một tí nhá. Thì trước kia thì nó có nhiều người làm một project đấy, nhiều người ví dụ như 3 người một nhóm làm một sản phẩm thì các bạn đã làm rất là đầy đặn đấy nhỉ, cả presentation, có thể cả làm clip đúng nhỉ, rồi thì ok làm sản phẩm thật, nó thật thì ai cũng thật thôi nhỉ đấy, nhưng mà mình chỉ đổi lại, thay vì là nhiều người làm một project thì mình lại đổi lại thành một người làm nhiều project nhỉ, đấy chỉ khác tí thôi nhỉ. Nên hy vọng là mọi người cũng, mình nghĩ là vừa sức thôi chứ cũng không đến nỗi là chơi khó sinh viên đâu bạn, nó cũng rất là vừa sức nhỉ. Đấy, thì các bài project thì nó cũng tùy mình nhỉ, tùy theo cái hứng thú của mỗi người, mà mọi người làm nhiều làm ít khác nhau nhỉ, thì mình đánh giá theo cái khối lượng, theo cái độ khó, theo cái độ hay nhỉ, thì cơ bản là nó cũng ok thôi nhỉ, cũng cao và đỡ cao thôi, cũng không có vấn đề gì nhỉ. Ở trong syllabus có thêm rất là nhiều các cái project để gợi ý để mọi người cùng làm, những tham khảo cũng rất là nhiều bạn, hoặc là chúng ta search trên mạng nhiều lắm, rất là nhiều, hay các thành phần điện tử đó bạn, các cái linh kiện mở trong cái hộp kit thực hành đấy, mọi người có nhỉ, ví dụ hộp thực hành Arduino chẳng hạn, thì nó cũng mình trong đấy cũng có, nhưng mà chắc hôm nay không tiện giới thiệu nhỉ, hộp linh kiện thực hành nhỉ. Thực hành Arduino, ví dụ thế thì người ta cũng bán mỗi hộp này đâu đó là mấy trăm nghìn. Cái hộp này thì mấy trăm nghìn, trường mình cũng mua mấy trăm nghìn đấy, nhưng mà cái combo cái hộp của mình có khi hơn cái hộp này đấy bạn. Ôi sao cái hộp này nhìn cũng đầy đặn phết nhỉ, ôi hộp này sao lại có 480, rẻ hơn là, ôi xịn hơn là cái của trường mình mất nhỉ, đấy. Cũng được phết nhỉ. Đấy, thì có thể là cho các bạn muốn tìm hiểu, bắt đầu làm quen thì có thể các cái bộ thực hành này người ta đang làm, thì có cái nút bấm này, cái con Uno này điều khiển này, đấy, cái con đèn led này điện trở, mạch breadboard nhỉ? Đấy, đây là cái này không biết là cái kết nối cái gì nhỉ, cái cell này nó có thể kết nối với cái gì đấy nhỉ? Thì mình cũng chưa nhìn kỹ được, thì không biết LCD động cơ nhỉ. Đấy, thì cũng được nhỉ, cũng đầy đặn nhỉ.
thì hộp của trường mình cũng cũng 500.000, nhưng có thể nó xịn hơn, mà có thể xịn hơn hơn điện tử 3M này. Ví dụ các cái dây này mà nó đứt cái là chết dở đấy, cái dây này nó không xịn, nó đứt cái là chết đấy. Nhưng hộp này cũng được ạ, hộp này đầy đặn đấy nha. Thì thậm chí các bạn có thể đặt cũng được nhỉ, thậm chí các bạn có thể đặt trên, các bạn nào mà không được thích thì làm kỷ niệm và đặt trên Tiki nhỉ, cũng được, cũng cũng được. Thì cũng hao hao giống này nhỉ. Còn không thì không, chúng ta học trên mô phỏng cũng không vấn đề gì nhá, mình cũng nói luôn là vấn đề gì nhỉ. Thì ok, tiếp nhỉ, tiếp theo chúng ta cùng tiếp nha, chúng ta cùng xem. Đây là các cái hộp linh kiện, nếu mà các bạn nào được mượn, nó có thành phần này, nó có con điện trở, nó có con LCD, nó đã có con đèn LED đúng nhỉ, nó còn điều khiển hầm ngoại vân vân nhỉ. Ok thì syllabus thế, thì mọi người có đặt câu hỏi gì về cái môn học này nữa không nhỉ? Có thấy băn khoăn gì không? Thầy ơi, cho em hỏi ạ. Thế thì cái bài project 30% của mình là làm cá nhân được thầy? Làm cá nhân thôi bạn. Dạ vâng. Làm cá nhân. Còn tất nhiên bạn nào thích làm nhóm thì cũng được, nhưng mà khổ cái mỗi người một nơi. Bên hai nữa là mình nghĩ là không cần thiết, bởi vì là chúng ta làm trên mô phỏng hoặc là lắp mạch hoặc là mô phỏng cũng được bạn. Nên chủ yếu là chúng ta luyện cốt và cũng hiểu hơn cả phần cứng phần mềm đại loại, nó cũng rất là thuận lợi thôi bạn. Mình nghĩ là vừa sức cũng không đến nỗi là khó khăn gì nhé. Còn nếu mà làm nhóm thì có thể chúng ta phải làm nó đầy đặn hơn một chút. Ví dụ như là một số bạn còn mua thêm linh kiện, một số nhóm lại làm cái trình chiếu, nó cũng mất nhiều thời gian bạn. Làm trình chiếu, làm video clip đại loại nó cũng có thể mất nhiều thời gian hơn nhé. Thì ok, thì cũng là vừa tùy theo mỗi người thôi. Làm cá nhân thôi, cá nhân nhé, không có làm theo nhóm. Tiếp nhỉ, có ai hỏi gì nữa không nhỉ? Có còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Thì hôm nay cái giới thiệu sơ sơ thế đấy nhỉ. Thì bây giờ chúng ta 23 rồi nhỉ, thế thì 5:23 chúng ta còn được khoảng 15 phút nữa, thì mình cùng các bạn sẽ vào tin cơ két nhỉ. Chúng ta vào tin cơ két đi đấy, thì để cho mọi người bắt đầu mới làm quen nhé, làm quen với tin cơ két này. Thì chúng ta vào cái trang tin cơ két như mình gửi đường link cho các bạn rồi đấy, thì mọi người có thể đăng ký này. Thế trong đây có rất là nhiều mục. Đấy, thì chúng ta hôm nay sẽ vào learn nhá. Vào learn này. Thì trong learn là chúng ta có vào cái gọi là circuit mạch đấy nhỉ, mạch vậy. Thì mặc định nó đang ở cái vị trí starter, là vị trí bắt đầu. Thì trong đây nó có 4 bài, nó chỉ có 4 bài thôi. Show all starter cũng không có, chỉ có 4 bài thôi. Thì ok, chúng ta sẽ thực hành 4 bài này nhá, để cho chúng ta có cái nhìn gọi là tổng quan về cái này nhé, cái thực hành như thế nào vân vân nhé. Ok, thế thì mình cùng các bạn sẽ mở ra nhé. Thứ nhất là start simulating này. Đấy, chúng ta cứ open new tab để cho tí đỡ phải gì vậy, đỡ phải back đi back lại nhé, đỡ phải back đi back lại. Đấy, nó lâu nhé, thì chúng ta có thể mở open new tab nhé. Thế thì trong cái bài thí nghiệm này thì chúng ta có 4 lesson này đấy nhỉ, 4 bài học. Thì mình thực hành rồi nên nó đã được lối mạch, đã được gì thì mình restart lại nhé. Mình restart lại để chúng ta cùng bắt đầu học lại từ đầu này. Ok, mình cũng thể restart lại mấy cái này nhỉ. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Thì ok, mình mới quay lại cái bài đầu tiên nhé. Thì bài đầu tiên là bài bắt đầu mô phỏng đúng không nhỉ? Start simulating. Thì trong đây nó bài này học phải làm thế nào để chúng ta có thể mô phỏng được, mô phỏng một cái mạch điện tử. Đấy. Thì mình next nhé. Trong đây nó nói là click vào start simulation button đây. Start simulation button đây. Đấy. Thế là xong rồi. Thế thì khi mình ấn vào đây cái thì mọi người nhìn thấy là bắt đầu mô phỏng rồi. Thì có cái dòng điện đi qua cái này đúng không nhỉ? Thế thì trong đây nó là gì? Trong đây nó là một cái pin, quả pin như kiểu pin cúc áo ấy, như cái cúc áo đấy. Đấy, như kiểu pin xếp mốt trong máy tính ấy, cái này là 3V. Đây có con điện trở hạn dòng. Điện trở
điện trở hàng dòng, thì mọi người học trong vật lý cấp 3 thì biết nhỉ. Và đây là cái con đèn led. Thì con đèn led nó có hai chân là chân cathode và chân anode. Thì cathode anode là chân dương và chân âm, thì cái chân anode là cái con đầu dương của con diode thì nó là cực dương nhỉ. Và cái này là cực âm. Thì nó có dòng điện qua đèn led này thì nó sẽ sáng. Thế thôi ạ. Đây. Congratulations nhỉ. Đã kết thúc. Đăng. Thì vậy là mình đã kết thúc cái gọi là bài Getting Start, bài đầu tiên nhỉ. Đấy, nó chỉ đơn giản thôi. Thì mọi người cũng có thể vào cái đường link nhỉ, nếu mà mọi người mà chưa quen nữa nhỉ, thì ok mình gửi cái đường link này để cho mọi người có thể click vào đây nếu cần nhỉ. Còn không thì mọi người cũng vào trang chủ này, vào learn này, vào skit này nữa nhỉ. Và chúng ta sẽ mở ra thôi. Thì ok, đấy là bài đầu tiên nhỉ, thì mình sẽ dừng lại khoảng 30 giây 1 phút rồi đấy để cho mọi người cùng thực hành thử xem nhé. Thế nhỉ? Thế thì mình cùng các bạn sang bài 2 nhá. Mình đóng cái bài này lại. Cho mình có thể restart. Đóng bài này lại. Restart để coi như là xóa đi học lại thôi nhỉ? Nhưng mà tùy, chúng ta có thể học rồi thì thôi, để nguyện được nhỉ. Mình tắt đi này. Thế thì bài thứ 2 thì mọi người sẽ xem là nó thực hành cái gì. Thì trong đây giải thích lại, đến bài thứ 2 thì mình giải thích dừng lại là đến. Cái này nó gọi là workspace, đây là cái không gian làm việc. Còn đây là cái khay đựng linh kiện. Mình có thể cất cái khay đựng linh kiện đi, cất cái ngăn kéo đi, mở ra, cất đi cho nó gọn để cái không gian nó rộng. Đấy, còn đây là code này. Bài này đã có code, bài vừa nãy là không có một con vi điều khiển nào cả. Bài vừa nãy chỉ có mỗi là điện tử thuần túy thôi, nó không có code. Nhưng bài này đã có code rồi này. Mình có thể close lại. Và mình có thể là... Ê, bài này là bài gì? Edit Component ạ. Là bài gọi là... sửa, ok, sửa cái thành phần. Đấy, ví dụ như là mình restart lại nhá, restart lại, ok, restart lại. Bài này là edit component, là đây là các linh kiện ấy, thay đổi cái giá trị, thay đổi các loại linh kiện, thay đổi loại linh kiện. Thế thì ở đây mình và các bạn sẽ giải thích sơ sơ này, làm thế nào để thay đổi các linh kiện trong mảnh. Thì mọi người nhìn vào đây nhá, nhìn vào đây này. Thì trong cái đích của người ta hướng tới là đây là dây màu xanh nối với cái đèn led màu xanh, dây màu vàng nối với đèn vàng, dây màu đỏ nối với đèn màu đỏ. Và nó nhấp nháy luân phiên đấy đúng không nhỉ? Thì ok, chúng ta nhìn này. Thế đây nó toàn là màu xanh blue thôi, đúng không nhỉ? Thì bây giờ mình đổi như thế nào? Thì ok, thì trong đây nó có hướng dẫn. Click trên con đèn led nhỉ, và chúng ta thay đổi màu tương ứng các bạn. Thì ok, mình sẽ click này. Cái bên trên là red đúng nhỉ? Red này nhỉ. Tiếp cái đèn thứ hai nối với dây vàng thì mình sẽ click vào đây nhé và đổi thành yellow. Đấy, được chưa? Và chúng ta click vào đây này. Thành green. Và đây là chạy này. Thì mọi người đã nhìn thấy cái nó hoạt động rồi đấy bạn. Xanh, vàng và đỏ bạn. Thì trong đây nó có code rồi, nhưng mà trong đây họ cũng nói là don't worry đấy nhỉ, đừng lo lắng. Code này chúng ta sẽ đúng nhỉ? Don't worry about for now đấy nhỉ. Chúng ta sẽ học nó sớm thôi nhỉ. Sớm thôi là sửa nó sau đấy bạn. Chúng ta sẽ là sửa nó sau nhỉ. Thì nhìn vào đây thì chúng ta đấy, thì các bạn cứ click vào đây mà đổi nhỉ. Thậm chí nó đang chạy này chúng ta vẫn đổi được. Đang chạy này chúng ta vẫn đổi được nhé. Các cái khác thì không đổi được, nhưng riêng đèn led thì đang chạy cũng thay đổi được. Đấy, được chưa? Thế thì bài này tiện nhỉ? Tiện đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là đèn xanh, đỏ, vàng, green, yellow, red. Thì đấy chính là cái đèn giao thông của bạn. Thì không biết ở đây là bài này người ta có liên hệ gì với đèn giao thông không, nhưng mà đúng là vô tình hay là vô tình đúng nhỉ, nó đúng là đèn giao thông. Đèn giao thông cũng ba đường, green là đi đúng nhỉ, yellow là
chuẩn bị dừng, nhỉ, là dừng lại, chuẩn bị sang đèn đỏ, nhỉ, và đèn đỏ là dừng lại. Thế thì cũng có thể là hôm sau, nhỉ, hôm sau mình có thể là sẽ giao cho các bạn bài gọi điều khiển đèn giao thông, nhỉ, điều khiển trong cái đèn giao thông rồi nó đèn giao thông thì khi đó đèn giao thông nó không phải là chỉ có ba cái đèn led này, nó phải là 6 đèn các bạn. Bởi vì ở cái đã đèn giao thông thì thường nó phải ở ngã tư vậy. Đấy, nó phải có chiều ngang chiều dọc. Thế thì mình phải điều khiển 6 đèn nó lên nhịp nhàng. Thế thì đoạn code đây nhỉ, thì mọi người sẽ nhìn qua một chút thôi. Thì thường cái này nó sẽ là cái này có thể nó là block code đó. Thường lúc đầu mặc định thì có thể đâu đó nó là cái block. Block rồi. Cái đoạn code block code này. Ừ. À, sao nó không chạy nhỉ? Hay block code là nó bị sai rồi nhỉ? Sao lại block code lại nó chỉ có text thôi ạ? Cái này là chỉ có text mới được lưu vào. Ờ, thế thì mình làm nó bị mất cái code của nó rồi đấy nhỉ, nó không chạy nữa nhé. Sao động vào nó lại mất code nhỉ, vô lý. Thế hơi lạ đấy. Ok, nó hơi lạ. Tí nữa mình reset lại sau nhé. Đại loại thế. Mình restart lại nhé. Thế cho ra vào code này. Có đúng là code này nó không có block thật mà. Nó không phát triển block code nha. Nhiều bài đó là phát triển block code, nhưng bài này nó không phát triển block code. Đây là bài, mấy bài trong lesson này nó code bằng gì. Thì mọi người nhìn qua nó có mấy cái lệnh setup loop này, vân vân. Thì có thể buổi sau, buổi sau mình sẽ giải thích cái phần này sau. Đưa chúng ta sang, cứ học đúng bài học nó yêu cầu thế là xong ạ. Thì vậy họ chỉ đơn giản nó yêu cầu chúng ta đổi mấy cái đèn này và chúng ta chạy là xong. Thế thì tiện để hỏi đèn giao thông thì có khi các bạn tham gia giao thông đến hàng chục năm nay rồi đúng không nhỉ? Đến 10, 20 năm nay rồi. Thì hỏi một câu đột ngột nhỉ? Thế mọi người trả lời được không? Ví dụ đèn trên cùng là đèn xanh hay là đèn đỏ? Đèn vàng đây chắc ở đây rồi. Thế thì trong thực tế mọi người nếu mà hỏi đột ngột thì mọi người có nhớ được là trong cái tham gia giao thông ấy, thì đèn trên nó sẽ là đèn xanh, green hay đèn đỏ nếu mà để trên. Thế thì cái bài này mình đỏ đúng không? Thế thì sao theo Thuận nhỉ, theo Thuận thì bạn bảo sao lại đèn đỏ lại bố trí ở trên? Đấy là do bạn nhớ hay là về mặt thiết kế bạn thấy nó hợp lý? Do nhớ. Vậy em nghĩ là do kiểu mức độ an toàn ấy, kiểu xanh an toàn xong đến vàng bắt đầu mức độ trung bình đỏ nguy hiểm. Đỏ là cái được ưu tiên, cái gì cần ưu tiên thì nó sẽ bố trí làm sao cho dễ nhìn. Cái đèn xanh mình có thể không nhìn thấy thì có thể là cũng không sao lắm, nhưng mà đèn đỏ mà không nhìn thấy thì rất là nguy hiểm ạ. Có thể đi vượt đèn đỏ có thể gây tai nạn cho những người đi cắt ngang nhỉ? Thì lên về mặt thiết kế thì tùy tình huống, nhưng mà với cái đèn giao thông thì mình nghĩ là ở nhìn để trên cao sẽ nhìn rõ hơn mà. Chụp fix line được chưa? Chúng ta có thể chụp fix line. Thì mọi người sẽ nhìn thấy đúng là đèn bên trên là đỏ thật ạ. Đúng là đèn trên cùng là đỏ. Ở nước nào cũng vậy nhỉ, ở đâu cũng vậy. À, thì đèn trên nó sẽ đỏ. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái bên trên nó dễ nhìn hơn ạ. Bên trên nói chung nó dễ nhìn hơn. Thì cái gì cần phải người ta quan tâm quan trọng thì người ta phải để lên trên chỗ dễ nhìn nhất. Đấy là rồi. Về mặt design như thế là ok nhỉ, rất hợp lý nhỉ. Design như vậy là hợp lý. Thế thì về mặt sản phẩm nhỉ, phát triển sản phẩm mình cũng đồng ý như thế là hợp lý nhé. Ok, mình tắt cái này học rồi nhỉ, đấy thì cái này sẽ là đỏ bạn. Sẽ ưu tiên cho nhìn thấy nhỉ. Lại nhé, cái này là mình cho là green nhỉ. Và mình start simulation nữa. Đấy, ví dụ như vậy. Chúng ta sang một bài học nữa nhá. Bài học nữa nhá. Next này. Đấy, chạy mô phỏng thôi, nhỉ? Mình đổi tên và sau đó là start simulation và kết thúc ạ. Congratulations, bạn đã kết thúc cái bài học 2 nhỉ. Sắp hết giờ rồi thì ok, mình cùng các bạn sang luôn cái bài này. Thế cái bài này thì nó liên quan đến cái việc là hướng dẫn mình cách là write complement ạ.
writing compelling, tức là cái nối dây nhé, nối dây. Ok, nối dây mà. Nối dây vào đây nhé. Thế thì nối dây trong đây người ta cũng minh họa đây rồi nhỉ, writing compelling nhỉ. Thì ok, chúng ta cùng xem nhá. Next này. Đầu tiên là chúng ta phải, đây, mọi người nhìn này, nó nối dây thôi. Mình cứ di con chuột đây, mình đặt vào đây rồi. Thế là xong nhá. À, thì đây là cái, mọi người nhìn cái đường bớt, cái đường màu đỏ đây nhỉ? Nối vào đây thôi. Có thể đổi màu đây. Đấy. Và đây nhỉ? Cái dây đất nối vào đây và mình có thể đổi màu black nhỉ? Và chúng ta chạy thử nhé. Và chúng ta chạy thử đây, trong đây người ta mình làm đúng theo hướng dẫn. Đấy, và chúng ta ấn nút, ấn các cái nút này. Thì ok, mình sẽ cùng các bạn thử xem này. Chúng ta phải chạy mô phỏng nhé. Đấy, đại loại đấy. Cũng thể đồ re mi fa sol nữa nhỉ. Bạn nào biết chơi nhạc có khi lấy cái này là đàn piano đấy nhỉ, chúng ta có thể tạo thành một cái bản nhạc được. Thì đây là đàn điện tử ạ, nó không có phần mềm, không có lập trình, đây chỉ là cái con IC555 thì con tụ điện tạo cái dao động ạ. Con này là con IC555, đây là con tạo dao động thôi, nó kết hợp với tụ điện điện trở, nó tạo thành các tần số khác nhau ạ. Đấy thì nó sẽ phát ra qua cái loa này, sẽ tần số khác nhau. Đấy, thì đây là cái, còn đây là cái breadboard nhỉ. Breadboard thì chắc là buổi sau chúng ta sẽ học được cái breadboard này nhỉ. Breadboard. Thế thì còn một cái mạch cuối cùng nữa nhỉ, thì chúng ta có thể là buổi sau nhỉ. Buổi sau vì hết giờ rồi, thì buổi sau cái này có thể nói cũng hơi dài đấy, thì có thể buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục từ đây nhá. Thứ nhất là về nhà nhỉ, về nhà chúng ta có mấy việc này. Thứ nhất là mọi người đăng ký tài khoản học, tài khoản khóa học vào ngày 2 khóa học trên Eric. Khóa 1 thì sau 3 tuần, khóa học 2 trước buổi cuối bạn. Khóa 1 sau 3 tuần phải hoàn thành nhé. Thì ok, cái Eric 1 mình chưa có này. Copy comment có tiêu ok này. Thì còn có slide bài giảng hôm nay nữa nhỉ. Thì mình cũng có thể là giới thiệu khóa học nhỉ. Bài giới thiệu khóa học và tin thư ghép. Đấy thì ok, cái đường link của nó tiếp theo này. Tiếp theo chúng ta sẽ học bài 4 nhỉ. Học bài 4. Học bài 4 trên tin cơ kép. Học bài 4 trên tin cơ kép và chúng ta làm bài ví dụ đầu tiên này. Học bài 4 trên tin cơ kép này, giới thiệu breadboard này. Đây là cái này là dùng để bộ mạch thực hành này. Rồi thì chúng ta làm bài Hello World nhé. Bài đầu tiên nhỉ? Bài 1, bài tập 1 nhỉ? Đại loại thế. Thế thôi nhỉ, còn cái nội dung gì cần phải chia sẻ không nhỉ? Ok, thế thôi. Thế thì mình tạm thời là mình sẽ